Bữa hổm có quay một cái nền biệt thự trong đây nè, trong khu dân cư An Phú Tây của xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Nó là khu dân cư 47 mẫu đó. Bữa nay dẫn bà con vô cái nền này nữa. Cái nền này người ta kêu có 4.2 thôi, rất là đẹp luôn nha. Đi 300m tới. Đây là đường số 5. Đường số 5 thì nó có cái cổng chào nha. Bà con mình vô đây thì đường số 5 có cổng chào. Nó giao với đường An Phú Tây Hưng Long. Đường An Phú Tây Hưng Long là ngay cái cầu vượt mà nút giao thông Bình Thuận đi ngang Nguyễn Văn Linh rồi quốc lộ 1A với đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương đó. Từ đây mà đi ra quốc lộ 1A khoảng 3 cây số nha. Cái nền mình rất là đẹp luôn. Mặt tiền đường của mình là gần 30m á. Cái con đường nhựa của mình trước mặt á gần 30m tính ca lệ. Đất của mình thì 5 x 21. Từ đường lớn vô cái chừng 300m tới nha. Đây. Trên đường đi khoảng chừng 200m đi ngang trường tiểu học An Phú Tây, An Phú Tây 2. Đất của mình kế trường tiểu học An Phú Tây luôn. Đây, trước mặt mình là trường cấp 2 An Phú Tây. Mình tới đường số 6 nha, tới đường số 6 mình rẽ vào 100m tới rồi. Cái cổng thứ hai nè. Đó, bà con đi ngang cổng trường tiểu học An Phú Tây 2, đi qua hết cái cổng này, hết hàng rào là tới đất của mình nha. Đây, đất của mình ở đây. Đây, cái nền của mình là chính xác nằm ở cái góc đường số 6 với đường số 3B. À, đó là đường số 3. Đường số 3 thì nó nối thẳng ra đường An Phú Tây. Kế bên trường tiểu học An Phú Tây 2. Đường này là đường số 6 nha. Đường số 6 mình rất là lớn. Nó có cái con lương ở giữa làm cây cảnh đây. Bên kia một làn đường, bên đây làn đường. Đối diện mình là có trường cấp 2 của xã An Phú Tây. Kế bên mình thì trường tiểu học An Phú Tây. Đất mình bỏ lô gốc rồi bỏ thêm một lô nữa. Mình thì kế ha. Đây, bỏ lô gốc này rồi bỏ lô kế gốc. Đây, từ đây vô 5m là bỏ luôn rồi mình 5m tiếp theo nha. Ở đây là kế cũng gần góc đường số 3B. Gần góc đường số 3. Hướng mình là hướng đông bắc. Năm 21 chủ đang gửi giá thu về là 4.2 nha. Thu về là 4.2. Còn chủ đang gửi là 4.3 thương lượng. Còn 4.2 là thuế má chủ không có lo. Bà con mình chỉ cần giao 4.2 là bà con mình lấy sổ nha. Giấy tờ thuế má bà con mình tự lo. Còn 4.3. 4.3 thì chủ sẽ lo hết. Giá 4.3 là chủ lo hết, còn 4.2 là bà con mình tự lo nha. Phan Thanh báo giá lại. Đất này là 5m x 21m, đất thổ cư, sổ hồng riêng. Khu dân cư An Phú Tây, nó còn tên gọi là khu dân cư 47 mẫu. Nằm ở hướng đông bắc, mặt tiền đường số 6. Đường này bề ngang tính cả hai bên lề, hai bên vỉa hè luôn là 30m nha. Đây, từ cái cổng rào này, từ cái vỉa hè này đi tới con đường. Rồi qua cái con đường bên đây, qua tới vỉa hè bên kia là 30m nha. Đối diện mình là có cung văn hóa lao động đây của Bình Chánh. Đây, nhà văn hóa lao động Bình Chánh nha. Rồi, kế bên trường tiểu học. Kế bên trường cấp 2. Rồi bây giờ Văn Thanh dẫn một vòng nữa nè. Dẫn một vòng ra đường số 3, dạo một vòng cho bà con mình thấy. Rồi Văn Thanh đi ra ngoài lại. Đất của mình thì bây giờ mình quẹo ra đường số 3, rồi mình đi ra thẳng lại đường An Phú Tây Hưng Long lại. Đường này có thể là mình đi thẳng về dưới Nguyễn Văn Linh luôn á, có đường đi về Nguyễn Văn Linh luôn nha. Đây mình đi ra nhà văn hóa lao động Bình Chánh. Rồi đường này là đường số 3, mình chạy thẳng ra đường Phú Tây, đường Phú Tây Hưng, An Phú Tây Hưng Long nha. Thẳng ra lại. Cái nền biệt thự ở mỏ Thăng Thanh quay bên đó đó. Nền bên đó là bề ngang là 6m x 20 gì đó, kêu 5-6 tỷ Văn Thanh quên này, nằm ở bên đó đó. Thì ai muốn mua nền biệt thự thì alo cho Văn Thanh. Nằm xuống dưới ha, dưới bờ kinh ở dưới. Còn nền này thì nền nhà phố thôi. Nhưng mà mặt tiền đường số 6 rất là lớn. Đường số 6 là lớn nhất trong cái khu này luôn. Nó nằm, nó có hai lề đường. Nó có con lương ở giữa.
đó băng thanh bọc ra tới ngoài lại cho bà con mình tham khảo nha. Rồi ai có nhu cầu mua bán ký gửi nhà đất ở Bình Chánh, alo cho Văn Thanh nha. Xin chào tất cả bà con. Cuối clip thì Văn Thanh lòng sổ, lấy sơ đồ, bản đồ vô cho bà con mình tham khảo. Ai có nhu cầu thì alo cho Văn Thanh. Số điện thoại là 078 66 68 368. Văn Thanh đọc lại 078 66 68 368.